Xin chào tất cả mọi người. Thì, hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ kit Microbit. Đây, thì trên tay mình đây là cái bộ kit này. Đó, kích thước khá là nhỏ gọn. Thì, các bạn có thể tham khảo ở trên trang bán linh kiện này, kit Microbit. Đấy, được tích hợp rất là nhiều chức năng, phục vụ cho việc học tập và giảng dạy theo cái hệ thống là STEM. Và cái bộ kit này chúng ta sẽ lập trình theo kiểu dạng là kéo thả. Đây, các bạn thấy đấy, đây kéo thả và dạng blockly ấy. Đó, khá là trực quan. Thì cái bộ kit này nó sẽ dành cho tất cả mọi người, dù không có kiến thức người lập trình mấy. Đấy, dễ dàng tạo ra các cái chương trình mà theo cái sự sáng tạo ý muốn của mỗi người. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết về các cái thành phần ở trên bộ kit Microbit đây. Thì các bạn thấy ở trên mặt trước này có các cái chân IO, đầu vào đầu ra 0, 1, 2, và chân nguồn 3V GND. Có hai phím bấm, phím A và phím B. Một led ma trận 5x5. Và mặt sau, các bạn lưu ý là cầm vào hai thanh nhé. Ở phía đây là jack cấp nguồn. Thì bộ kit sử dụng nguồn 3V. Các bạn có thể lấy từ pin ra, pin 3V nhé. Cộng ở phía bên ngoài, trừ này. Một nút nhấn reset, một cổng micro USB dùng để nạp chương trình và cấp nguồn. Đây, anten Bluetooth này và điều khiển ARM. Đây là cảm biến chuyển động và đa bản số. Đây. Đó. Đây, để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu cái bộ kit này, các bạn cần chuẩn bị thêm một cái dây micro USB. Các bạn có thể sử dụng cái dây sạc điện thoại đấy. Đó. Và ở trên máy tính thì các bạn cần, thì đặc điểm của bộ kit này, các bạn không cần phải sử dụng cái phần mềm lập trình hay là phần mềm bất kỳ cái phần mềm làm nào. Đấy. Các bạn sẽ lập trình ngay ở trên web. Thì đây là trang web dùng để lập trình này, makecode.microbit.org. Đấy, thì mình nói qua về cái giao diện này. Ở bên đây là cái kit, nó sẽ mô phỏng này, mô phỏng những cái gì bạn viết ra. Đấy, ví dụ đây mình thêm hai dấu chấm vào. Đấy, sang bên này nó cũng chạy luôn này. Bên cạnh là các cái khối để mình lập trình này. Ví dụ như bạn input này, bạn kéo phím A này, thì khi có phím A thì nó sẽ show cái biểu tượng này chẳng hạn. Đây, các bạn sẽ mô phỏng trực tiếp vào đây luôn. Đấy. Còn về cách nhập code vào cái bộ kit này, đây bây giờ mình sẽ viết thử một cái chương trình. Khi mà nhấn phím A thì nó sẽ là chữ hello, còn ban đầu nó sẽ đây, mình sẽ cho nó là hiển thị cái biểu tượng là trái tim. Các bạn có thể xóa một cách dễ dàng. Đấy, nhấn nút delete, mô phỏng ở bên này, chữ A và nó sẽ chạy chữ hello. Thì để nạp vào chương trình, các bạn sẽ nhấn vào chữ download này, download và download cái file đua.hex về máy tính này. Đây mình sẽ để luôn ở desktop xem nào. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng cái dây micro USB đây.
kết nối đây. Sau đó là kết nối với máy tính. Đây, thì ở trên máy tính khi mà chúng ta cắm vào, nó sẽ hiện lên một cái file giống như dạng USB ấy. Đây, micro bit. Đây, bộ nhớ là 8 MB. Các bạn mở ra và copy cái file hack vừa rồi vào. Đây, file hack mà các bạn vừa tải về ấy. Copy vào đây. Ok, các bạn nó sẽ tự động tắt đi này. Đây mình nhấn nút reset này. Thì ban đầu nó mình cho là hiển thị cái hình trái tim lên mặt trận này. Các bạn nhấn nút A này. Đó. Nó sẽ ra cái chữ hello. Đấy, khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần cái code ở đây và download về copy vào như copy vào USB thôi. Đấy. Thì cái video giới thiệu về cái bộ kit microbit ở đây và mình xin tạm dừng ở đây. Thì ở các cái video sau mình sẽ làm các cái bài ví dụ về bộ kit này thì các bạn sẽ hình dung hơn về cách lập trình và cái ứng dụng của bộ kit này. Rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.